Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là giàn lạnh trong xe của xe Kia Cerato 2018 đến 2021. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon tại Hàn Quốc anh em nhé. Đây. Đây. Cùng nhìn này. Cái nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm là 100% hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Công ty Halon tại Hàn Quốc. Đây, đây chính là cái da lạnh của nó này. Đấy. Đây là cái còng da này. Đây là điểm để chúng ta bắt van vuông mặt trước của sản phẩm này. Đây là cái mã QR khi mà anh em cần check hoặc là cần quét về sản phẩm nhé. Đây phía mặt trước này. Đó, mặt sau này. Các lan rất là đồng đều và đẹp. Anh em mà cần quan tâm tìm hiểu hoặc tư vấn về sản phẩm thì hãy nhớ mày nên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.